hành phân loại chúng, việc phân loại thế giới sinh vật được căn cứ vào những đặc điểm nào, hệ thống phân loại ra sao, chúng ta cùng tìm hiểu qua bài học hôm nay. Bài số 2, các giới sinh vật. Nội dung bài hôm nay gồm 2 phần chính. Thứ nhất là giới và hệ thống phân loại 5 giới. Thứ hai là đặc điểm chính của mỗi giới. Trước tiên chúng ta cùng tìm hiểu phần 1, giới và hệ thống phân loại 5 giới. Một nhỏ là khái niệm về giới. Như đã đề cập ở đầu bài, để hiểu rõ hơn về thế giới sinh vật, các nhà khoa học tiến hành phân loại chúng bằng cách xếp các sinh vật có những đặc điểm chung thành nhiều nhóm lớn, trong mỗi nhóm lớn lại xếp những sinh vật có nhiều đặc điểm giống nhau thành nhóm nhỏ hơn, vân vân. Cứ như vậy đã hình thành nên hệ thống phân loại sinh vật bao gồm giới, ngành, lớp, bộ, họ, chi và loài. Theo hệ thống phân loại này, đơn vị phân loại cao nhất là giới và thấp nhất là loài. Vậy giới sinh vật là gì? Giới sinh vật là đơn vị phân loại cao nhất, gồm nhiều ngành sinh vật có chung những đặc điểm nhất định. Và loài người được xếp như thế nào trong hệ thống phân loại sinh giới? Chúng ta cùng xác định loài người thuộc giới động vật. Ngành động vật có xương sống, lớp thú, bộ linh trưởng, họ người, chi người và loài người. Chúng ta sang phần 2 nhỏ, hệ thống phân loại 5 giới. Hệ thống phân loại đầu tiên ra đời vào thế kỷ thứ 18. Khi đó, ông tổ của ngành phân loại học là Carl Linnaeus đã chia tất cả sinh vật thành 2 giới là thực vật và động vật. Cách phân loại này tồn tại một thời gian khá dài, đến khi có sự ra đời của chiếc kính hiển vi. Lúc này con người nhận ra rằng có một thế giới sinh vật vô cùng nhỏ bé tồn tại xung quanh chúng ta mà không thể xếp chúng vào giới động vật hay thực vật. Lúc này nhiều nhà khoa học đã đưa ra nhiều hệ thống phân loại sinh vật. Tuy nhiên, hệ thống phân loại 5 giới của Whittaker và Margulis năm 1964 được nhiều người đồng tình nhất. Để phân loại sinh vật ra 5 giới, các nhà khoa học đã căn cứ vào 3 tiêu chí cơ bản là: thứ nhất, cấu tạo tế bào là nhân sơ hay nhân thực; thứ hai, mức độ tổ chức cơ thể là đơn bào hay đa bào; thứ ba là kiểu dinh dưỡng, tự dưỡng hay dị dưỡng. Cụ thể, 5 giới sinh vật bao gồm giới khởi sinh, giới nguyên sinh, giới nấm, giới thực vật và giới động vật. Trong đó, chỉ có giới khởi sinh là thuộc tế bào nhân sơ, 4 giới còn lại đều là thuộc tế bào nhân thực. Sinh vật trên trái đất vô cùng đa dạng và phong phú. Tuy nhiên, tất cả đều được xếp vào 5 giới cơ bản. Như vậy, mỗi giới có những đặc điểm chính nào? Chúng ta cùng tìm hiểu sang phần tiếp theo. Để nắm bắt được phần kiến thức này, các em hãy nghiên cứu sách giáo khoa và hoàn thành bản sao. Ở mỗi giới, các em cần nắm được cấu tạo tế bào, mức độ tổ chức cơ thể, kiểu dinh dưỡng và đại diện gồm những sinh vật hoặc ngành sinh vật nào. Thứ nhất là giới khởi sinh. Trong 5 giới thì chỉ giới khởi sinh có cấu tạo tế bào là nhân sơ. Về mức độ tổ chức cơ thể là đơn bào, kiểu dinh dưỡng là dị dưỡng hoặc một số đối tượng có khả năng tự dưỡng. Về đại diện, giới khởi sinh có đại diện cơ bản, đó chính là vi khuẩn. Các em cùng quan sát một số hình ảnh về vi khuẩn. Thứ hai là giới nguyên sinh, cấu tạo tế bào là nhân thực, mức độ tổ chức cơ thể có thể đơn bào hoặc đa bào, kiểu dinh dưỡng là tự dưỡng hoặc dị dưỡng. Đại diện của giới nguyên sinh gồm 3 nhóm sinh vật chính là tảo, nấm nhầy và động vật nguyên sinh. Các em cùng xem lại một số hình ảnh về đại diện của giới nguyên sinh. Thứ ba, chúng ta cùng tìm hiểu về giới nấm. Về giới nấm, có cấu tạo tế bào là nhân thực. Về mức độ tổ chức cơ thể là đơn bào hoặc đa bào. Nấm có kiểu dinh dưỡng là dị dưỡng theo kiểu ký sinh, hoại sinh hoặc là cộng sinh. Về đại diện thì có nấm men, nấm sợi, nấm đảm. Và một trong những đặc điểm các em cần lưu ý ở giới nấm đó là nấm có thành tế bào bằng một loại carbohydrate, đó chính là chitin. Các em cùng quan sát một số hình ảnh về các loại nấm, nấm men, nấm đảm hoặc địa y. Và các em lưu ý, địa y cũng được xếp vào trong giới nấm. Địa y là một hình thức cộng sinh giữa nấm với tảo hoặc là nấm với vi khuẩn lam. Giới thứ tư là giới thực vật. Giới thực vật có cấu tạo tế bào là nhân thực, về mức độ tổ chức cơ thể là đa bào. Kiểu dinh dưỡng ở thực vật đó chính là tự dưỡng, tức là nhóm sinh vật này có khả năng quang hợp. Giới thực vật vô cùng đa dạng và phong phú, tuy nhiên được xếp vào 4 ngành chính là rêu,
quyết, hạt trần và hạt kính. Và một trong những lưu ý các em cần nắm là giới thực vật có thành tế bào bằng một loại carbohydrate đường đa là cellulose. Các em cùng quan sát một số hình ảnh đại diện của giới thực vật rêu, dương sỉ, thông hoặc một trong số rất nhiều các loại thực vật là hạt kính. Giới thứ năm chính là giới động vật. Giới động vật có cấu tạo tế bào là nhân thực, mức độ tổ chức cơ thể là đa bào. Kiểu dinh dưỡng ở động vật có kiểu dinh dưỡng là dị dưỡng. Động vật vô cùng đa dạng và phong phú, tuy nhiên được xếp vào 9 ngành, đó là thân lỗ, ruột khoang, dung dẹp, dung tròn, dung đốt, thân mềm, chân khớp, da gai và động vật có dây sống. Các em cùng quan sát về một số hình ảnh, đó là bọt biển thuộc ngành thân lỗ, sứa thuộc ngành ruột khoang, sao biển thuộc ngành da gai, ốc sên thuộc ngành thân mềm. Như vậy chúng ta vừa tìm hiểu xong nội dung của bài số 2, các giới sinh vật. Qua bài này các em cần nắm được một số nội dung chính sau đây. Thứ nhất, đó là khái niệm giới sinh vật là gì? Trật tự các bậc phân loại sinh vật. Thứ hai, các em cần nắm là hệ thống phân loại năm giới bao gồm những giới nào và đặc điểm chính của mỗi giới bao gồm cấu tạo tế bào, mức độ tổ chức cơ thể, kiểu dinh dưỡng là gì hoặc ở mỗi giới có những đại diện chính nào. Các em cùng làm một số câu hỏi trắc nghiệm sau đây. Câu số 1, trật tự nào sau đây là đúng về các bậc phân loại sinh vật từ thấp đến cao? Trong câu hỏi này các em lưu ý đó là bậc phân loại từ thấp đến cao. Khi đó, bậc phân loại thấp nhất chính là loài, đến chi, đến họ, bộ, lớp, ngành và giới. Khi đó, đáp án chúng ta chọn chính là đáp án C. Câu số 2, những giới sinh vật thuộc sinh vật nhân thực là? Trong 5 giới sinh vật thì chỉ có giới khởi sinh là thuộc tế bào nhân sơ. Mà trong câu số 2 này, đáp án A chúng ta cũng có giới khởi sinh, đáp án B cũng có giới khởi sinh và đáp án D cũng giới khởi sinh. Chính vì vậy, đáp án chúng ta chọn trong câu hỏi này chính là đáp án C. Câu số 3, giới nguyên sinh được chia ra 3 nhóm là? Thì trong phần đại diện của giới nguyên sinh gồm 3 nhóm sinh vật chính, đó là tảo, nấm nhầy và động vật nguyên sinh. Khi đó đáp án chúng ta chọn chính là đáp án A. Câu số 4, những giới sinh vật nào có thành tế bào đặc trưng? Thì trong 5 giới sinh vật có 2 giới sinh vật có thành tế bào đặc trưng bằng hợp chất carbohydrate, một loại đường đa. Cụ thể đó là ở nấm là chitin và ở thực vật là cellulose. Chính vì vậy đáp án của chúng ta chọn chính là đáp án A. Câu số 5, khi nói về đặc điểm của các giới sinh vật có các phát biểu sau, có bao nhiêu phát biểu đúng cho cả giới thực vật và động vật? Ý thứ nhất, cơ thể đều có cấu tạo đơn bào là chưa chính xác, cả thực vật và động vật đều có cấu tạo đa bào. Ý thứ hai, tế bào cơ thể đều có nhân sơ, cả thực vật và động vật đều cấu tạo từ tế bào nhân thực. Ý thứ ba, tế bào cơ thể đều có nhân thực, đây là đặc điểm đúng. Ý thứ tư, cơ thể đều có cấu tạo đa bào, đây cũng là phát biểu đúng. Ý thứ năm, phản ứng nhanh và có khả năng di chuyển, thì phát biểu này chỉ đúng với đặc điểm của giới động vật. Ý thứ sáu, cung cấp nguồn thức ăn cho con người, đây là phát biểu đúng vì cả thực vật và động vật đều là nguồn thức ăn cho con người. Như vậy câu hỏi này có 3 ý đáp án đúng, chúng ta chọn đáp án B. Về nhà các em học bài, trả lời câu hỏi sách giáo khoa trang 12, 13. Chuẩn bị bài mới với nội dung như sau: thế nào là nguyên tố đa lượng, vi lượng, vai trò, cấu trúc và đặc tính lý hóa của nước, vai trò của nước đối với tế bào. Trên đây là toàn bộ nội dung của bài học hôm nay, các giới sinh vật. Hy vọng sau bài học này, các em sẽ hấp thu được nhiều kiến thức mới, bổ sung cho kho tàng kiến thức của mình. Chúc các em tốt! You can't.